Okay, say for you, cái này có ai nhớ? Say for you, xem nếu mà ai đã highlight chapter 2 rồi đó, là bài hát chapter 2, cái say for you mình biết gì đây vậy? Fixed time, good. Nghĩa là cái định nghĩa là fixed time. Rồi next one là gì không? Còn cái nữa? No notice. No 30 notice. No 30 days notice. Okay. A day for a period for gì nghĩa cái này? Trong sách, mở sách ra, mở sách ra. Đừng có nhớ, mở sách đi. Tại sách thấy cái chữ liền là mình thấy được liền. Cái này, if you get one. Period to period. Yes. Điều này là gì? That's